Chào mừng quý bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn hai cái mẫu máy thái hành thái tỏi phổ biến hiện nay. Đầu tiên đây là cái máy thái hành thái tỏi này, chạy điện chạy bằng tay quay. Đấy. Thì máy thì sử dụng hoàn toàn bằng inox, nó có một cái tấm cửa bảo vệ như này, cũng hoàn toàn bằng inox, rất là dày ở đây. Đấy. Ở đây là cái vài vòng xoay của nó này. Đây là cái vòng xoay của nó có gắn sẵn có ba cái lưỡi dao rất là sắc ở trên này. Đấy, rất là bén ở đây. Đấy. Còn mặt sau này thì nó có hai cái ống này. Một cái ống ngang này thì sử dụng cho chúng ta việc thái hình tròn này, hoặc là cái ống xiết xiết này thì chúng ta sử dụng cho việc thái hình hình elip ấy, hình hình xiết xiết ấy. Đấy thì chúng ta sử dụng cái ống này. Còn hành tỏi hoặc là quả sung hoặc là cái gì chúng ta cần thái hình tròn thì chúng ta cứ bỏ vào đây thì chúng ta sử dụng tay như thế này, chúng ta quay theo cái đây, chúng ta sẽ quay như này. Đấy thì máy nó sẽ tự động nó thái lát ra đều đẹp. Đấy thì ngày xưa thì cắt hành cắt tỏi thì rất là cay mắt, nhưng mà sử dụng cái này quay rất là nhẹ nhàng đây, và không ảnh hưởng gì đến là sức khỏe. Đấy, rất là nhẹ nhàng, phục vụ gia đình hoặc là phục vụ hàng quán ăn. Đấy, có thể thái hành khô này, thái hành để chúng ta có thể là phi dầu phi mỡ để chúng ta làm hành khô phục vụ của các món ăn như là bánh cuốn, bánh mướt đấy, hoặc là sử dụng cho các bát phở đấy, chúng ta vẫn phục vụ hành khô thì là chúng ta sử dụng cái máy này vừa nhanh vừa tiện. Đấy, quay rất là nhanh, rất là đều đấy. Máy thì làm hoàn toàn bằng inox này, inox rất là sạch sẽ này, không bị rỉ sét này. Đấy, có cái cánh cửa này, có hai cái bản lề cũng rất là to, rất là chắc chắn ở đây. Đấy. Máy áp cắm viên là giá 7. Cân nặng của máy thì khá là nhẹ nhàng, nó chỉ tầm khoảng 1 cân thôi. Đấy. Đấy, ở đây có một cái hệ thống vòng bi trục ở đây. Đấy. Có hệ thống giảm tốc ở đây, chúng ta có thể quay rất là nhẹ nhàng, ổn định. Đấy, nhìn máy rất là chắc chắn, gọn gàng, rất là đẹp ở đây. Cái máy này thì cái phần tay quay này thì chúng ta có thể tháo rời ra được như này. Đấy, lúc nào chúng ta không sử dụng chúng ta có thể cất rất là gọn gàng. Ngoài công việc thái hành thái tỏi thì máy này còn có tác dụng có thể là thái rau củ quả được, ví dụ dưa chuột, cà rốt. Đấy, chúng ta có nhu cầu thái lát ra thì chúng ta có thể vẫn sử dụng máy này, chúng ta dùng được luôn. Đấy. Kèm theo máy cho quý bạn là một số cái lưỡi dao sơ cua như này. Đây, đây là cái lưỡi dao sơ cua này. Lưỡi dao này là dao rọc giấy. Đấy, rất là bén ở đây. Thì sẽ quý bạn khi mua hàng sẽ được tặng cho quý bạn một cái bộ lưỡi dao như này. Đấy, bộ lưỡi dao của nó gồm có 3 lưỡi ở đây. Rất là dễ tháo lắp. Chúng ta chỉ cần mở hai con ốc này ra là chúng ta có thể thay được con dao này luôn. Đấy. Thì bên cạnh mẫu máy thái hành tỏi tay quay như này thì bên chúng tôi còn cung cấp thêm cái máy thái hành tỏi chạy điện này, dành cho những quý bạn có nhu cầu sử dụng với công suất cao, hoặc là chúng ta không thích ngồi sử dụng tay này, chúng ta có thể sử dụng điện luôn cho nó nhàn. Đấy thì chúng ta sử dụng cái máy này. Đây là cái máy chạy điện thì nó sẽ có thêm cái phần động cơ này thay cho cái phần tay quay. Đấy. Còn các bộ phận khác thì nó cũng hầu hết là nó giống nhau. Đây cũng đều là có cửa inox này. Đấy. Cái bánh đà của nó có gắn ba lưỡi dao đây, này, đầu vào đầu ra. Và ở trên máy công tắc điện này thì chúng ta có thể có thêm cái công tắc bằng điện ở đây. Chúng ta chỉ cần bấm nút là máy nó sẽ quay đây. Tôi sẽ bấm nút lên này. Đấy. Đấy, máy quay rất là êm này. Máy quay rất là êm. Đấy. Và khá là nhanh. Với cái máy này thì sử dụng cái lưỡi dao rất là bén, cho nên là thái hành thái tỏi ra lát đều, rất là đều và đẹp, không bị nát này, không bị nát hoặc là không bị vụn hành vụn tỏi. Đấy, từ đấy để làm cho món ăn của mình là thêm ngon, thêm đẹp mắt. Đấy, lúc chúng ta không sử dụng chúng ta chỉ cần cắt điện là xong. Thì quý bạn có nhu cầu mua máy thái hành thái tỏi thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh. Địa chỉ ở số 1 lô TT3 khu đầu giảng Ngũ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình. Quý vị và các bạn có thể liên hệ được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất về sản phẩm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn quý quạ